Chào mừng các em đến với mỹ thuật lớp 4, chủ đề 10, tranh tĩnh vật, tiết 2. Ở bài học này, các em chuẩn bị cho cô một số đồ dùng như sau: giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, hồ dán, kéo. Mẫu vẽ thì các em có thể chuẩn bị hoa, lọ hoa, quả, chai lọ, ca cốc hoặc một số vật liệu mà các em cảm thấy thích và tìm được. Ở bài học trước thì các em đã biết thế nào là tranh tĩnh vật. Và đến bài học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em vẽ tranh tĩnh vật theo hình thức biểu cảm. Và chúng mình sẽ tìm hiểu ở chủ đề 10, tranh tĩnh vật, tiết 2. Với bài học này, các em cần đạt được một số mục tiêu như sau. Thứ nhất, nhận biết được tranh tĩnh vật theo quan sát và tranh tĩnh vật theo biểu cảm. Thứ hai, vẽ được tranh tĩnh vật biểu cảm theo ý thích. Và thứ ba, giới thiệu và lưu được nhận xét của mình về sản phẩm. Và bây giờ cô trò mình cùng bước vào hoạt động 1, khám phá. Các em sẽ quan sát bức tranh tĩnh vật mẫu sau và trả lời các câu hỏi của cô. Thứ nhất, trong tranh có những hình ảnh nào? Qua quan sát, trong tranh các em có thể nhìn thấy là tĩnh vật lọ hoa và quả. Em có nhận xét gì về hình ảnh, màu sắc của bức tranh số 1, 2? À, đúng rồi các con ạ. Với bức tranh 1, 2, với hình thức nhìn mẫu để vẽ, hình vẽ thường được thể hiện cân đối, hài hòa, tương đối giống với vật mẫu. Còn tranh 3, 4, vẽ theo quy trình vẽ biểu cảm, với những nét vẽ cường điệu, với nhiều mảng màu tương phản mạnh mẽ theo cảm xúc của người vẽ. Tranh vẽ tĩnh vật biểu cảm mang lại cho chúng ta cảm xúc đa dạng và phong phú. Vì vậy, theo các con, các bức tranh trên có đặc điểm gì giống và khác nhau? Ta thấy giống nhau là đều vẽ tranh tĩnh vật, còn khác nhau về màu sắc, về hình ảnh và cả về cách thể hiện. Như vậy, các con thấy rằng tranh tĩnh vật không chỉ vẽ theo hình thức vẽ quan sát nhìn thấy vật mẫu mà còn thể hiện bằng các hình thức vẽ biểu cảm đấy các con ạ. Giờ chúng mình cùng quan sát một số vật mẫu sau đây và cho cô biết mẫu gồm có những đồ vật gì. Các con hãy nêu các hình dạng đồ vật mẫu, nêu vị trí của các vật mẫu. Các mẫu trên có đặc điểm gì giống và khác nhau? Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ và trả lời lần lượt các câu hỏi của cô. Qua quan sát, cô thấy các mẫu có lọ hoa, chiếc cốc, quả táo, cái chai và quả cam. Cô thấy chiếc cốc, cái chai đều có dạng hình trụ, quả táo, quả cam có dạng hình cầu, lọ hoa, chiếc cốc, các con thấy có bộ phận là có miệng này, thân và đáy. Còn cái chai có bộ phận như miệng này, cổ, thân và đáy. Quả táo và quả cam đều có phần thân quả và phần núm quả. Vị trí các con thấy mẫu ảnh là lọ hoa được sắp xếp cân đối ở mảng giữa ở bức tranh thứ hai, được sắp xếp quả táo đứng trước, chiếc cốc đứng sau. Ở bức tranh thứ ba, được sắp xếp linh hoạt hài hòa cân đối của quả đứng trước và sau. Vậy theo các con, vật mẫu trên có đặc điểm gì giống nhau? Giống nhau đều là các đồ vật, khác nhau về hình dạng, đặc điểm về màu sắc, hình ảnh, tỷ lệ và cách sắp xếp các vị trí. Vậy các con có thể vẽ được các đồ vật đó bằng hình thức vẽ biểu cảm không? Cô cùng các con sẽ chuyển sang hoạt động 2, kiến tạo kiến thức kỹ năng. Ở hoạt động này, các con sẽ vẽ theo các bước như sau. Bước 1, vẽ không nhìn giấy. Ở bước này, các con hãy tập trung quan sát rồi ghi nhớ đặc điểm của vật mẫu bằng mắt và thể hiện cảm xúc bằng những nét vẽ liền mạch, biểu cảm. Các con hãy hạn chế nhấc tay ra khỏi giấy. Bước 2, vẽ thêm nét và vẽ màu theo cảm xúc của các con. Lưu ý, sau khi thực hiện xong bước 1, các con vẽ không nhìn giấy. Bước 2, các con quan sát vẽ những biểu cảm của bản thân và dùng cảm xúc của mình thể hiện màu sắc cho bức tranh. Giờ để rõ hơn, mời các con quan sát cô họa nhanh các vật mẫu cô đã chuẩn bị theo hình thức vẽ tranh tĩnh vật biểu cảm.
Vừa rồi, các con đã quan sát cô thực hiện các bước, giờ các con hãy quan sát một số bài tham khảo sau và cho cô biết các bức tranh vẽ gì. Qua quan sát thấy tranh vẽ về các đồ vật, vậy các con thích bức tranh số mấy, vì sao? Các con à, đây là những tác phẩm vẽ không nhìn giấy, mà được vẽ bằng cảm xúc của chính bản thân mình. Vì vậy, con tùy thuộc vào cảm xúc của người vẽ, và khi xem tranh, còn tùy thuộc vào cảm xúc của mỗi người. Vậy theo các con, các bức tranh trên có đặc điểm gì giống và khác nhau? À, các bức tranh trên đều vẽ về tranh tĩnh vật biểu cảm và chúng khác nhau về hình ảnh, về nội dung và về màu sắc, về đường nét biểu cảm. Qua đây, cô mong rằng bằng chính cảm xúc của mình, các con có thể thể hiện bức tranh tĩnh vật biểu cảm thật đẹp. Và giờ các con đã muốn vẽ chưa? Cô trò mình cùng chuyển sang hoạt động 3, luyện tập thực hành. Ở hoạt động này, với vật mẫu các con đã chuẩn bị, các con hãy tự bày mẫu và thể hiện một bức tranh tĩnh vật biểu cảm. Các con nhớ, sau khi thực hiện xong, chúng mình cùng nhau chia sẻ theo gợi ý sau của cô. Thứ nhất, về hình vẽ. Thứ hai, về màu sắc. Con vẽ những đồ vật nào? Con đã sử dụng màu sắc nào cho bức tranh? Và để thể hiện bức tranh đó, con phải làm như thế nào? Các con ạ, với trào lưu hội họa nghệ thuật hiện đại được phát triển mạnh mẽ ở châu Âu vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, các họa sĩ theo xu hướng mỹ thuật hiện đại đã đề cao thế giới nội tâm hơn là diễn tả những thứ mình nhìn thấy. Chính vì vậy mà qua bài học ngày hôm nay, cô mong rằng các con hãy dùng cảm xúc của mình để tạo ra những tác phẩm về tranh tĩnh vật biểu cảm đẹp, độc đáo, chứa đựng nhiều biểu cảm thể hiện để trang trí góc học tập của bản thân mình. Và với bài tiếp theo, các con hãy chuẩn bị cho cô giấy vẽ, màu vẽ và một số vật liệu tìm được để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Tiết học ngày hôm nay của cô đến đây là hết rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những chương trình tiếp theo. Các con hãy nhớ ấn like, chia sẻ và ủng hộ kênh của cô Nguyễn Mát nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.